Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Bảng nhân 6, vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 60 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài thực hành số 1 này. Như vậy ở đây thì cũng giống như bảng nhân mấy, nhân 4 mà chúng mình đã học đúng không nào? Đưa ngón tay và đếm thêm 6 theo cái mẫu. Như vậy chúng mình đang tìm hiểu ở bảng nhân gì? Nhân 6 thì các em là gì? Thực hành theo nhé. Đấy, chúng ta cũng sử dụng tay gì? Tay phải đúng không nào? Ngón út là 6 này, tiếp theo này, 12, 18, 24, 3, 30, chúng ta đổi tay, đúng không nào? 36, 42, 48, 54 và hai bàn tay của chúng mình sẽ là gì? 60. Đấy, như vậy thì khi chúng ta đếm thêm, đấy, đếm thêm thì sẽ tạo được những cái nội dung ở đâu? Trong cái bảng nhân 6 này, 6 nhân với 1 là 6 này, được chưa? 6 thêm 2 này. Đấy, tức là người ta cộng thêm này, 6 cộng với 6 sẽ là 12. 12 cộng thêm 6 sẽ là 18. 18 cộng thêm 6 là 24. 24 cộng thêm 6 là 30. 30 cộng thêm 6 là 36. 36 cộng thêm 6 sẽ là 40, 42. 42 cộng thêm 6 là 48. 48 cộng thêm 6 sẽ là 54. Và 54 cộng thêm 6 sẽ là 6 gì? 60. Đấy. Như vậy, khi thực hiện cái hoạt động thực hành này thì chúng ta sẽ được cái bảng gì? Bảng nhân 6. Chúng ta sẽ cùng đọc cái bảng nhân 6 này với thầy nhé. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 10, 12, 6 x 3 bằng 10, 8, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 3, 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54 và 6 x với 10 thì bằng 6 gì? 60. Đấy, như vậy các em hãy dừng video lại, đọc cho thuộc cái bảng nhân 6 này để chúng ta cùng làm các cái bài thực hành và luyện tập sau đây. Rồi, khi chúng ta đã thuộc thì các em sẽ tổ chức cái hoạt động thực hành số 2, đó là đố bạn các phép nhân trong bảng nhân nhân 6 này. Đấy, như vậy ở đây chúng mình có này, hai bạn đúng không nào, sẽ tổ chức chơi cái trò chơi này dựa trên cái việc mà chúng ta đếm thêm ở trên này. Một bạn sẽ đóng vai trò là người đố và một bạn sẽ là gì? Trả lời. Đấy, chúng ta sẽ bắt cặp nhé. Như vậy bạn này đố này, 6 x 4 bằng bao nhiêu? À thì bạn này bạn sẽ gì? Nhớ tới trong cái bảng đếm thêm mà sử dụng ngón tay của chúng mình đó. Thì bạn sẽ nói là 6 x 4 bằng 24. Đấy, cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện cái hoạt động này nhé. Rồi, chúng mình sẽ vào cái bài luyện tập số 1. Người ta yêu cầu là tính nhẩm. Như vậy thì nhìn vào đây, muốn tính nhẩm được những cái này thì yêu cầu các em phải làm sao? Thuộc gì? Bảng nhân 6. Nếu em nào vẫn chưa thuộc cái bảng nhân 6 thì dừng cái video lại để thuộc nha. Rồi, 6 x 3 bằng 10, 18. 6 x với 4 bằng 2, 24. 6 x 7 là 4, 42. 6 x với 5 là 3, 30. 6 x với 2 là 10, 12. 6 x 6 là 3, 36. 6 x với 8 là 4, 48. 6 x với 10 là 6 gì? 60. 6 nhân với 1 là 6. 6 nhân với 9, 5.
5-14 này. Đấy, được chưa? Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Sang bài số 2, người ta yêu cầu là tính. Như vậy các em thấy đây là những cái biểu thức, đúng không nào? 6 nhân 5 nhân 4. Vậy thì có phép nhân thôi, chúng mình sẽ thực hiện cái gì? Từ tay gì? Trái sang. Các em nhầm này, 6 nhân với 5 thì sẽ là bao nhiêu? 30. 30 giờ chúng ta nhân cho mấy? Nhân cho 4. 30 nhân với 4, các em nhầm được không? 30 nhân với 4 là bằng 10, 10 mấy? 12 chục là 120. Rồi câu B, 52 trừ 6 nhân 3. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có phép tính gì trước? Nhân trước, đúng không nào? 52 trừ 6 nhân 3 là 10, 18. Đấy, như vậy chúng ta sẽ lấy 52 trừ 10, 18. 12 trừ 8 bằng 4, 5 trả 1 còn 4, vậy thì 4 trừ đi 1 thì bằng mấy đây? 3. Như vậy kết quả sẽ là 3, 14. Được chưa? Rồi sang đây câu C, 6 nhân 8 chia 3. Như vậy mình thấy có nhân và chia, thì các em thực hiện ở đâu? Từ trái sang, 6 nhân với 8 là 40 mấy? 48. 48 giờ mình chia cho 3. Các em đặt phép tính chia. 48 này chia cho 3. 4 chia 3 được 1. 1 nhân với 3 là 3. 4 trừ 3 còn mấy? 1. Hạ 8 ta được 18. 18 chia 3 được 6. 6 nhân 3 18. 18 trừ 18 bằng 0. Như vậy kết quả đây bằng bao nhiêu? 10. 16 các em nhé. Được chưa? Rồi sang bài số 3. Điền cái số nào? Người ta cho này, mỗi một tờ giấy màu thì dán được một mặt của hộp giấy. Tức là gì? Cái hộp này là hình gì đây? Hình lập phương. Vậy thì các em thấy này, để dán hết các mặt của 10 hộp giấy thì cần bao nhiêu tờ? Các em thấy này, một tờ thì dán mấy mặt? Dán một mặt, đúng không? Đó, các em phải tư duy nhá. Vậy thì cái hình lập phương này có mấy mặt? Hình lập phương của chúng mình có mấy? 6 mặt, đúng không? 6 mặt là bằng một hình lập phương, đúng không? Đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, tức là bằng một hộp này. Một hộp này bằng 6 mặt, tức là nó là một hình lập phương. Vậy bây giờ ta hỏi mấy? 10 cái hộp như thế này, đúng không? Một tờ dán một mặt, vậy thì 6 mặt chúng mình cần 6 gì? 6 gì? 6 tờ, đúng không? Vậy thì một hộp cần 6 tờ. Bây giờ mấy hộp? 10 hộp. Thì các em chỉ cần lấy một hộp là 6, nhân cho số lượng hộp là mấy? 10. 6 nhân 10 bằng bao nhiêu? 60. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có cần là bao nhiêu? 60 tờ giấy màu. Xong chưa? Đấy, khá là dễ dàng nhé. Rồi, và chúng mình đã hoàn thành được cái bài này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong bài bảng chia 6.